thành phố trẻ yêu thương đón chào ngày mới. Trong đấu tranh chống ngoại xâm, thành phố vững vàng đương đầu với bao khó khăn thử thách trên con đường đổi mới. Bằng thực tiễn sinh động của quá trình đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống kiên cường, năng động, đột phá sáng tạo, góp phần cùng cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước vươn đến tầm cao mới. Hãy subscribe.